Tin khẩn cấp, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã qua đời vào lúc 10 giờ 7 phút sáng nay, ngày 21 tháng 9 năm 2018. Nhiều nguồn tin khả tín cho hay thông tin như vậy và chúng tôi đang chờ để kiểm chứng thông tin. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều Facebooker nổi tiếng đã loan tin này bằng nhiều cách khác nhau khi mà tin tức từ hệ thống truyền thông báo chí của Việt Nam chưa chính thức loan tin. Nguồn tin đầu tiên có thể được coi là chính thức loan tin, đó là từ nhà báo Trương Huy Sang, biệt danh Ocean Huy Đức. Ông này viết trên Facebook 10 giờ 05 21 tháng 9 2018, Trần Đại Quang 1950-2018. Luật sư Lê Quốc Quân cũng viết trên Facebook Trần Đại Quang 1950-2018. Tạch. Nhà báo Ocean Huy Đức có thể được coi là một trong những nguồn tin nội chính khá chính xác và nhiều lần những gì ông viết trên Facebook xem ra rất bình thường nhưng lại là gây nên chấn động trên chính trường Việt Nam. Và không chỉ có Ocean Huy Đức, những Facebook nổi tiếng khác như Trang Lê, Lê Quốc Quân, Lê Công Định cũng đã loan tin. Những thông tin dồn dập liên tục được gửi tới tòa soạn của chúng tôi và chúng tôi phải cố gắng để kiểm soát, kiểm chứng những thông tin này. Nhưng chúng tôi ngả theo chiều hướng rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra đi. Mới đây trong bản tin hôm 20 tháng 9, hình ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang xuất hiện trên VTV1 đã cho thấy những dấu hiệu chuyển biến một cách bất thường. Với hình ảnh của Chủ tịch nước xuất hiện trên VTV tối qua và diễn biến chiều nay, ngày 20 tháng 9 năm 2018, tôi nghĩ Thông tấn xã Việt Nam bắt đầu phát đi những bản tin đầu tiên về sức khỏe của Đại tướng Trần Đại Quang. Blogger Ocean Huy Đức tiếp tục viết trên trang cá nhân của mình vào lúc 10 giờ 21 tối ngày 20 tháng 9. Ông viết, lãnh đạo cũng không tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh. Người dân có quyền được biết và ông cũng nên được đối xử như một con người. Ốm thì phải được nghỉ ngơi, chữa bệnh. Nhà bình luận Quang Vũ viết, nhà báo Huy Sang viết rằng và ông cũng nên được đối xử như một con người, đã khiến cho nhiều người có phần lo lắng. Vậy bấy lâu nay quốc trưởng đã được đối xử như thế nào? Cũng có người nói, ốm hay khỏe, hay có hay không, còn hay mất, mọi thứ vẫn thế. Và dù sao đi nữa, nếu ông đi thì ít nhất có người vẫn ăn mừng. Cho dù người ta vẫn thấy rằng Trần Đại Quang có vẻ vẫn còn đỡ tồi tệ hơn Nguyễn Phú Trọng, nhưng bất kỳ một lãnh đạo nào ra đi thì ít nhiều đều chấn động đến dân chúng và cũng có người sẽ mở tiệc ăn mừng. Ocean Huy Đức có thể được coi là tiếng chuông huyền hồn, ai đã được điểm thì dường như khó thoát. Nhưng cũng thật đáng nói, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đứng đầu một nhà nước mà tình hình sức khỏe lại là bí mật riêng của đảng thì thật sự là một vấn đề. Và đây chính là vấn đề cốt tử ở Việt Nam. Tất cả những thông tin nếu không được đảng cho phép đều không được nói. Nhưng sắc diện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong bản tin ngày hôm qua thấy tái nhợt, nhợt nhạt, môi thâm và rất nhiều những dấu hiệu bất thường. Thế nhưng các đồng chí cộng sản vẫn không cho nhau nghỉ. Thật sự mà nói, ốm mà không cho nghỉ thì đồng chí với nhau đối xử không bằng con vật. Và cũng chẳng quá nếu nói rằng những người này đã bị thanh trừng. Việt Nam quả thực lạ lùng, nhiều việc như sức khỏe của lãnh đạo đảng và nhà nước cứ không rõ ràng để thiên hạ sầm xì theo dệt. Nhưng những gì mà người ta gọi là theo dệt thì thường đúng. Chẳng hạn như ông Nguyễn Bá Thanh lúc trước cũng có nói tàu khỏe, có chi mô, và chỉ vài ngày sau ông đã lăn đùng ra chết. Không phải chỉ có Thông tấn xã Việt Nam mà tất cả hệ thống báo chí Việt Nam đều không dám đề cập đến sức khỏe của Chủ tịch nước, dường như coi đó là một bí mật. Xét cho cùng, Chủ tịch xuống sắc quá, làm tổn hại đến hình ảnh đất nước. Phải chăng nên để Chủ tịch đi an dưỡng, bồi bổ sức khỏe để rồi có sức mà chèo lái đất nước chứ? Đó là xét theo lẽ thường. Nhưng nhìn cái cách, ông Chủ tịch nước tiếp khách trong một trạng thái vô hồn. Nhìn bàn tay đen sì của Chủ tịch nước thì có thể thấy sức khỏe rất là nghiêm trọng rồi. Và chắc là dùng nhiều hóa chất nên cảm giác giống như bị nhiễm độc vậy. Không hiểu ăn ở thế nào mà lãnh đạo Việt Nam dù ở cấp thấp hay cấp cao cứ có bệnh là dân lại mừng, chết thì dân hả dạ là sao?
Đó cũng lý do mà ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang không dám công khai bệnh tình mình, bởi vì sợ dân mạng và nhiều người căm ghét sẽ lập bia mộ cho lúc ông còn đang sống. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng sợ rằng, kể cả khi ông đã qua đời, thì vẫn bị xem xét kỷ luật. Và việc thỏa hiệp với người đương quyền hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể không đạt được như mong muốn, vì chỉ cần phát hiện ra có bệnh thì ngay lập tức sẽ bị sa thải. Và cũng có người, những cá nhân, cho dù cuộc chơi không hẳn muốn dừng mà được, đôi khi đối phương bắt phải chơi tới chết. Và ở đây không ai khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục nắm giữ vai trò này cho đến chết. Và khi chết rồi thì mới có nhiều kịch bản hay để xem. Trước đây chúng tôi có loan tin về sức khỏe của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nếu ai chưa biết về tiền sử bệnh án của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, có thể theo dõi lại để có được cái nhìn toàn cảnh. Bởi không chỉ ngẫu nhiên mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang lúc ẩn, lúc hiện, lúc trước đại hội không xuất hiện, ngay lập tức đúng ngày thì lại xuất hiện. Rồi trong những thời gian gần đây, liên tục có những dấu hiệu bất thường mà truyền thông không dám đề cập tới. Vũ TV mời quý vị cùng theo dõi, vì chúng ta dám nói những gì báo chí không dám đề cập. Và không chỉ còn chuyện sức khỏe liên quan đến cái chết này, những bệnh tình và sức khỏe này sẽ còn có nhiều điều để nói. Đã mấy tuần nay, tin về Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không còn xuất hiện trên mạch báo. Nhiều người nói rằng ông Trần Đại Quang đã mất tích hoặc đã phải đi Nhật để chữa bệnh. Những lời đồn đó có đúng hay không chưa nói, nhưng thực tế trên đài truyền hình Việt Nam, trên báo chí không còn thấy tên Trần Đại Quang xuất hiện. Đại tướng Trần Đại Quang lần cuối xuất dương với tư cách Chủ tịch nước là chuyến thăm Ấn Độ tháng trước. Đi cùng là Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách hậu cần, tài chính, mặc vest toan xanh, thang rất điệu. Lần xuất dương qua Nhật cách đây khoảng 15 ngày là một lần xuất dương rất nhục nhã của Trần Đại Quang. Nhục nhã trong tư thế và nhục nhã cả trong chính bản thân ông. Báo chí trong nước chỉ sau đó đưa lên một bản tin ngắn gọn về cuộc gặp giữa Trần Đại Quang và viên chức của Thái Lan. Chấm hết trên mặt báo, để rồi cái tên Trần Đại Quang rơi vào quên lãng trong vòng hơn 2 tuần qua. Ai đã ra tay, ai đã làm gì, hay Trần Đại Quang đã bị gì, để rồi biến mất trên các mặt báo, trên mặt trận truyền thông thông tin đại chúng, vốn được Trần Đại Quang ưa thích. Trong lúc cuộc thanh trừng nội bộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đi vào cao trào, nhiều cái tên, nhiều con người, nhiều người thân, nhiều bạn bè, nhiều đồng chí của mình đã bị ném vào lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại sao Trần Đại Quang không làm gì để ngăn chặn tình trạng tồi tệ này? Xin cũng đừng trách Trần Đại Quang. Thực tâm ông cũng rất muốn làm một cái gì đó cho đồng đội, đàn em của mình. Nhưng lực bất tòng tâm. Trần Đại Quang vốn có tiếng là người quan tâm em út, đi đâu cũng dẫn đi. Do vậy, việc ông phải chứng kiến cảnh đàn em lần lượt người từng người bị ném vào cái cối xay thịt của Nguyễn Phú Trọng quả là một đau đớn cho ông. Cơn địa chấn mà Nguyễn Phú Trọng đã gây ra trong Bộ Công an thực sự là một cú sốc đau lòng. Và để làm được việc đó, trước khi hạ bệ đàn em, cần phải tiêu diệt đàn anh. Nhưng nếu đầu độc Trần Đại Quang một cách lộ liễu thì lại bị phản ứng từ chính những người đồng chí và bị dư luận cả nước quan tâm lên án. Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Trần Đại Quang để trao đổi về vấn đề này. Nhưng Trần Đại Quang cũng không phải là thằng ngu. Ông biết rằng những lời lẽ của Nguyễn Phú Trọng chỉ đơn thuần nhằm mục đích gài bẫy mình, đưa mình vào thế yếu. Khi đã đồng ý với thỏa hiệp với Nguyễn Phú Trọng, thì sau đó ngay lập tức sẽ nhận quả đắng. Thế nên Trần Đại Quang đã khôn khéo từ chối. Nguyễn Phú Trọng hiểu rằng Trần Đại Quang không tin tưởng bản thân mình. Làm sao mà tin được khi chính ông Trần Đại Quang đã hơn 2 lần bị đầu độc, bị nhiễm phóng xạ và phải đi Nhật chữa trị.
Ban đầu, chính Trần Đại Quang cũng không ngờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng đội của mình lại có thể giở thủ đoạn độc ác đến như vậy với chính bản thân ông, một đương kim chủ tịch nước. Giai đoạn đó, ông đã phải đi Nhật để chữa trị. Chính trên báo Nikkan, một chuyên san đặc biệt về châu Á của báo Nhật, đã đăng tải thông tin về Trần Đại Quang. Giờ đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khôn khéo hơn, biết cách rút kinh nghiệm và dĩ nhiên các chiêu thức ngày càng tinh xảo, tuyệt diệu và thâm độc vô cùng. Mặc dù hết sức đề phòng và được đội ngũ chuyên gia về sức khỏe cao cấp nhất chăm sóc, sức khỏe của Trần Đại Quang dường như có những dấu hiệu bất thường và bất ngờ. Tự dưng đang khỏe, ngay lập tức lại bị bệnh. Có ai ngờ rằng sau cuộc gặp với những đối tác nước ngoài, trên tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông lại bị trúng độc. Thông thường, trên đài truyền hình Việt Nam và trên các báo chí thường tường thuật các tin tức về Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bởi lẽ ông có rất nhiều các chuyến đi trong và ngoài nước, làm việc với đủ hạng người, với đủ tổ chức cá nhân. Vậy nhưng đã hơn 2 tuần, tin tức về Trần Đại Quang vẫn biệt tâm vô tích trên báo chí. Người ta nghi ngờ rằng tình báo Hoa Nam đã nhúng tay vào vụ việc này. Bởi vì chỉ có bọn tình báo Hoa Nam mới làm được bài bản đâu ra đấy như vậy. Bởi chúng có quá nhiều kinh nghiệm và có nhiều vụ đạo hồ diệt ruồi ở trong nước mà Tập Cận Bình đã huấn luyện cho mấy năm trước. Chứ còn mấy thằng già Việt Nam thì làm được chó gì, có nhiều người bình luận như vậy. Tin tức về tình báo Hoa Nam tham gia vào vụ đầu độc và gây nhiễm phóng xạ cho Trần Đại Quang chưa được chúng tôi kiểm chứng một cách rõ ràng, đặc biệt qua những nguồn tin chính thức. Nhưng những lời đồn đoán này không phải là không có căn cứ. Một trong những khả năng tiếp theo mà nhiều người đang quan tâm đó là Trần Đại Quang bị chính đồng đội của mình hại chết. Thời Đại tướng Trần Đại Quang làm bộ trưởng, có một thứ trưởng Bộ Công an khác là Thượng tướng Trần Việt Tân. Người bất ngờ đá văng một cây đa cây đề ở Bộ Công an là tướng Bùi Văn Nam ra khỏi Bộ Công an một cách nhục nhã, để ông này chấp nhận về nằm chờ hưu tại Ninh Bình, quê hương của các tướng Trần Đại Quang, Bùi Văn Thành. Nhưng không mất 10 năm chịu nhục khối khê như Việt Vương Câu Tiễn, 2 năm sau Bùi Văn Nam trở về trước Đại hội 12, giành chức Bộ trưởng với Tô Lâm. Dù không đạt mục tiêu, nhưng Thượng tướng Bùi Văn Nam vẫn là một trong 4 trường hợp quá tuổi được đặc cách, gồm ông Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây, khi Thượng tướng Tô Lâm đang dính vào bê bối vụ AVG, đứng trước nguy cơ bị thải loại ngay trước hội nghị Trung ương 7 tới, Bùi Văn Nam, tướng tình báo cây đa cây đề trong Bộ Công an. Tướng Bùi Văn Nam, người từng là thư ký cho một tướng tình báo khác, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an là ông Lê Minh Hương, đang sáng sủa bước chân vào Bộ Chính trị và nắm luôn chức Bộ trưởng Bộ Công an như người thầy cũ của mình. Đó là một vài thông tin mà chúng tôi nhận được liên quan đến ông này, và người ta nghi ngờ rằng chính ông này đã cố gắng làm mọi cách để lấy lòng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù sao đi nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đang có thực quyền lớn nhất trong Bộ Chính trị hiện nay. Và thực sự với dạ tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang luôn là một cái gai trong mắt. Thế nên tướng Bùi Văn Nam đã dùng những thủ đoạn của mình để liên kết với tình báo Hoa Nam, hoặc là chính đội ngũ của ông đã ra tay với Trần Đại Quang. Nếu tướng Bùi Văn Nam quả thực là người gây ra vụ việc này, thì phải nói rõ ràng ông này quả là có tham vọng gần đất xa trời, nhưng dạ tâm của ông này không bỏ được. Gần đây, những đòn thế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần lượt tung ra, nhắm vào các đàn em của đồng chí Bá Ích, đề cứng của Đại tướng Trần Đại Quang, hay cả gia tộc kim tiền khủng khiếp như Lê Trương,
ở Sài Gòn đều rất bài bản, hợp lý và xuất thần đến từng cm. Nếu đàn em của Ba Dũng chỉ là một lũ ăn tàn phá hại, ngây ngô, ngu ngốc như Trịnh Xuân Thanh, một kẻ đi trốn mà còn gọi bồ qua hú hí, thì việc đánh tan băng nhóm bộ công an với đầy đủ thông tin và kỹ năng tình báo mức độ cao nhất, người có thể hạ gục được một phe nhóm tình báo mafia, ắt hẳn đó phải là người có thông tin, kỹ năng tình báo và thấu hiểu nghề hơn ai hết. Chẳng ai tin một ông tiến sĩ Mác Lê như Nguyễn Phú Trọng lại có thể vạch ra một chiến lược hoàn hảo như thế cả. Người có khả năng đó phải là một bậc thầy của đám mafia trên. Và bậc thầy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ai cũng rõ rồi, những vụ án chấn động tại Trung Quốc đã làm thế giới rung động. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Cộng, các tướng lĩnh cấp cao, những ủy viên bộ chính trị hàng đầu đã phải sa lưới, chết bất đắc kỳ tử. Nếu Trần Đại Quang bị nhiễm phóng xạ và quả thực đang qua Nhật để chữa trị hoặc đi Singapore, mà báo chí trong nước không đả động gì đến, mà ban kiểm tra sức khỏe trung ương không lên tiếng, thì quả thực những cơ quan này chỉ là đồ ăn hại. Bây giờ chỉ có một cách rất đơn giản để chứng minh rằng những tin đồn này là không có căn cứ, là ngay trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xuất hiện trong một cuộc họp, đi thăm một vài nơi đâu đó, và để cho truyền thông báo chí vào cuộc tung hô, như vậy là sẽ xóa tan tin đồn và đồng thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được rửa oan. Nhưng nếu chỉ một việc đơn giản, vốn là rất thường tình của một chủ tịch nước như Trần Đại Quang cũng không đáp ứng được, thì rõ ràng có chuyện khuất tất đằng sau. Nếu Trần Đại Quang không chết thì cũng la lết ở đâu đó. Và nếu la lết vì nhiễm phóng xạ thì đời ông sắp tàn. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi và chia sẻ cho mọi người được biết. Xin chào và hẹn gặp lại.